Mến chào tác ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 18 tháng 1 năm 2023 do Emily và Cục Sự thực hiện. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung chính như sau. Ngành hàng không toàn cầu sẽ phục hồi vào giữa năm 2023. Tình số, DOJ quyết định che chở cho Biden không để đặc vụ FBI giám sát việc luật sư riêng của Biden tìm kiếm tài liệu mật. Hoa Kỳ, Đài Loan tổ chức đàm phán thương mại song phương chính thức và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, theo Avalon, công ty cho thuê máy bay lớn thứ hai thế giới, việc Trung Quốc mở cửa trở lại cho du lịch quốc tế sẽ giúp thúc đẩy lưu lượng hàng không toàn cầu đạt mức trước đại dịch vào giữa năm nay, mặc dù tình trạng thiếu máy bay mới tiếp tục cản trở sự phục hồi hoàn toàn của ngành hàng không. Báo cáo được Avalon công bố vào ngày 17 tháng 1 cho thấy, sau khi lưu lượng hành khách phục hồi 70% vào năm ngoái, châu Âu và Bắc Mỹ, châu Á sẽ thúc đẩy tăng trưởng vào năm 2023 nhờ sự hỗ trợ của việc mở cửa trở lại gần đây của Trung Quốc. Everlane cho biết, cứ hai ghế của các hãng hàng không được bổ sung trên toàn thế giới thì có một ghế ở châu Á. Dự báo của Everlane cho thấy, tình hình lạc quan nhất của ngành hàng không gần 3 năm sau khi Covid-19 khiến cho ngành công nghiệp hàng không đi vào bế tắc. Các nhà điều hành nhìn chung cũng đã cảnh báo, sự phục hồi về mức của năm 2019 sẽ không đến sớm nhất cho đến năm 2024. Tuy nhiên, quyết định gần đây của Trung Quốc về việc mở cửa lại biên giới được coi là động thái cuối cùng cần thiết để kích hoạt sự phục hồi hoàn toàn về lưu lượng hành khách. Quyết định này đã làm tăng lượng đặt vé máy bay, mặc dù chúng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch. Theo nhà cung cấp dữ liệu ngành Forwardski, lượng đặt chuyến bay quốc tế đi từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 đã tăng 192% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn thấp hơn 85% so với mức trước đại dịch. Các giám đốc điều hành ngành hàng không không kỳ vọng mức đặt chỗ sẽ tiếp tục tăng khi các hãng hàng không ở Trung Quốc thuê nhân viên và xây dựng lại lịch trình các chuyến bay quốc tế sau 3 năm không hoạt động, mặc dù họ lo lắng rằng du khách có thể bị hoãn do các quy định kiểm tra đối với hành khách đi máy bay từ Trung Quốc của Mỹ, Anh và các nước châu Âu khác. Tin sốt DOJ quyết định che chở cho Biden không để đặc vụ FBI giám sát việc luật sư riêng của Biden tìm kiếm tài liệu mật Quý vị thân mến, Bộ Tư pháp thực sự đã có sự ưu tiên đối với chính quyền Joe Biden. Họ ra quyết định không để các đặc vụ FBI giám sát việc tìm kiếm các tài liệu mật của các luật sư riêng của ông ta. Và thực vô lý hơn là các luật sư riêng của Joe Biden không có giấy phép an ninh, nhưng họ lại được phép lục loại các hộp tài liệu của Joe Biden để tìm kiếm những tài liệu tuyệt mật. Cố vấn tòa bạch ốc của Biden sau đó được phép tạo điều kiện thuận lợi cho việc bàn giao các tài liệu cho DOJ. Thưa quý vị, điều này thật khác biệt so với những gì họ đã làm với Tổng thống Trump. Còn nhớ hồi đó, họ kéo cả đoàn binh FBI có trang bị súng đột nhập vào nhà của ngài, lục tung mọi thứ. Tạp chí Vogue đưa tin rằng, Bộ Tư pháp đã cân nhắc việc các đặc vụ FBI giám sát các luật sư của Joe Biden tìm kiếm các tài liệu mật tại nhà của ông ta. Nhưng cuối cùng họ đã quyết định không làm như vậy. Sau khi các luật sư của ông Biden phát hiện ra các tài liệu được đánh dấu là mật có niên đại từ nhiệm kỳ phó tổng thống của ông tại văn phòng mà ông sử dụng tại một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington vào ngày 2 tháng 11, Bộ Tư pháp đã mở một cuộc điều tra về lý do và kết thúc chúng đến được đó. Nhóm pháp lý của ông Biden đã chuẩn bị lục soát các tài sản khác của ông để tìm kiếm bất kỳ tài liệu tương tự nào và đã thảo luận với Bộ Tư pháp về khả năng các đặc vụ FBI có mặt trong khi các luật sư của ông Biden tiến hành các cuộc lục soát bổ sung. Các cuộc thảo luận và việc Bộ Tư pháp sẵn sàng để các luật sư của Biden thực hiện việc khám xét mà không có sự giám sát cũng cho thấy họ đang cố tình kéo dài cuộc điều tra có thể là hàng tháng hoặc thậm chí có thể kéo dài đến năm thứ ba tại vị của ông Biden. Theo luật sư của Joe Biden, Bob Bauer, các luật sư riêng của Biden không có giấy phép an ninh nên ngay khi nhìn thấy các tài liệu được đánh dấu là mật vào tuần trước, họ đã dừng việc khám xét. Vì lý do này, đây là lý do tại sao số lượng tài liệu mật thực sự được lưu trữ tại tư gia của Biden không được biết. Chu Biden đã lưu trữ các tệp tuyệt mật với ký hiệu thông tin được phân vùng nhạy cảm SCIF tại trung tâm Penn Biden ở DC. Các quan chức chính phủ đã phát hiện ra nhiều tài liệu mật hơn tại nhà của Chu Biden ở Delaware, trong gara bên cạnh chiếc Horvesty của ông ta. Thử hỏi có phải Chu Biden cũng đang lục lọi những chiếc hộp của chính mình? Biden đã có thể quay lại hiện trường vụ án, nơi ông ta có thể đã lục loại các hộp tài liệu của chính mình. Một phóng viên của CBS đã hỏi KGP vào thứ Ba rằng, tại sao luật sư của Joe Biden được phép đến Wilmington để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bàn giao tài liệu cho Bộ Tư pháp? Bạn đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết như bạn đã làm hôm nay đối với sự độc lập của cuộc điều tra. Tôi tự hỏi tại sao luật sư W.S. là đến Wilmington để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bàn giao tài liệu cho DOJ? Làm cách nào để tách W.S. khỏi DOJ? Wei Cha -chan của CBS đã hỏi Jean-Pierre. Tất nhiên là cô không trả lời câu hỏi. Phóng viên CBS không hài lòng với câu trả lời của Jean-Pierre và hỏi cô ấy một lần nữa tại sao các luật sư của Biden được phép tìm kiếm các tài liệu mật. Hoa Kỳ Đài Loan tổ chức đàm phán thương mại song phương chính thức. Thưa quý vị, sau một vòng đàm phán đầu tiên hồi tháng 11 năm 2022 thì một phái đoàn Hoa Kỳ đã ở Đài Loan để tham gia các cuộc đàm phán chính thức đầu tiên về nội dung của một hiệp định thương mại. Theo một tuyên bố trước đó của tòa Bạch ốc, nỗ lực này nhằm đẩy lùi việc Trung Quốc cố gắng tạo ra một phạm vi ảnh hưởng trong khu vực và trở thành cường quốc có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Các cuộc gặp gỡ này bắt đầu vào ngày 14 tháng 1 sẽ kéo dài đến ngày 17 tháng 1. Các cuộc thảo luận này đã tập trung vào nhiều lĩnh vực, bao gồm các tiêu chuẩn chống tham nhũng, hoạt động thương mại của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các thông lệ quản lý và thuận lợi khóa thương mại. Theo văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ USDR, những lĩnh vực đó nằm trong số 11 lĩnh vực được nhấn mạnh tiếp tục thảo luận. Vì động lực cho một hiệp định thương mại lớn hơn phát triển, nên Hoa Kỳ và Đài Loan có thể công bố các hiệp định độc lập về một số chủ đề này khi hai bên đạt được thỏa thuận trong một vài lĩnh vực nhất định. Chính phủ Đài Loan gọi đây là một sự thu hoạch sớm, có lẽ ngành công nghiệp và thương mại hai chủ đề vốn dĩ khó thảo luận hơn giữa Hoa Kỳ và Đài Loan sẽ cần nhiều thời gian để bàn bạc hơn. Thỏa thuận thương mại tiềm năng này sẽ đóng một vai trò là một sự bổ sung song phương cho khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng IPES mà chính phủ ông Biden đã khởi xướng hồi mùa hè năm ngoái với 13 quốc gia trong khu vực, nhưng ngoại trừ Đài Loan các cuộc đàm phán này đang diễn ra dưới sự bảo trợ của Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hoa Kỳ và Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan. Phái đoàn Đài Loan do trợ lý đại diện thương mại Hoa Kỳ phụ trách vấn đề Trung Quốc Terry McCartin dẫn đầu. Ông McCartin vốn là người chuyên trách phát triển chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc, Đài Loan, Mông Cổ, Hồng Kông và Macau. Các quan chức từ các cơ quan khác của Hoa Kỳ cũng tham gia chuyến đi này. USDR cũng lưu ý rằng các cuộc đàm phán này sẽ được tiến hành theo đạo luật quan hệ Đài Loan, điều chỉnh mối ban giao ngoại giao phi chính thức của Hoa Kỳ với Đài Loan, có hy vọng về một thỏa thuận sẽ đạt được vào cuối năm nay. Các kỳ vọng của Đài Loan Sáng kiến thương mại mới này được đưa ra sau khi hòn đảo bị loại khỏi khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới mà Joe Biden đưa ra hồi tháng 5 năm 2022. IPEF được nhiều người xem là một chiến lược của Hoa Kỳ nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Á Châu, Thái Bình Dương. Khuôn khổ này cũng được cho là sẽ lấp đầy khoảng trống được tạo ra trong khu vực khi mà Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà sau này vào năm 2017 được chuyển thành Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương toàn diện và tiến bộ. Ông Josh Wu, Ngoại trưởng Đài Loan cũng cho biết, sáng kiến này có tầm quan trọng chiến lược lớn. Ông nói rằng, sáng kiến sẽ trợ giúp Đài Loan có thể tham gia CPTPP, một hiệp định thương mại tự do gồm 11 quốc gia. Đài Loan nổi tiếng là nơi sản xuất đa phần các loại vi mạch bán dẫn tiên tiến nhất trên thế giới, một phương diện quan trọng trong cuộc cạnh tranh kỹ thuật đang leo thang giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hòn đảo này đã đẩy mạnh hợp tác với Hoa Kỳ về sản xuất vi mạch bán dẫn, với việc công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC thông báo mở một nhà máy chế tạo thứ hai ở Arizona để sản xuất công nghệ bán dẫn tiên tiến. Nhà sản xuất vi mạch bán dẫn này cho biết, nhà máy sản xuất thứ hai nêu trên sẽ nâng tổng vốn đầu tư của công ty này vào địa điểm sản xuất ở phía Bắc Phoenix lên 40 tỷ đô. Nhà máy này đã bắt đầu xây dựng và dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất công nghệ xử lý 3 nanometer tiên tiến vào năm 2026. Theo TSMC, khoản đầu tư 40 tỷ đô vào địa điểm sản xuất này sẽ là khoản đầu tư trực tiếp ngoại quốc lớn nhất trong lịch sử của Arizona. Với mức vốn hóa thị trường hơn 415 tỷ đô, TSMC là nhà sản xuất vi mạch bán dẫn theo hợp đồng lớn nhất trên thế giới. Công ty này cung cấp cho các khách hàng lớn bao gồm AMD, Apple, Broadcom và Nvidia. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự Hoa Kỳ do Emily và Cộng sự thực hiện. Xin được chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, xin quý vị đến kèm dưới phần bình luận để đội ngũ chúng tôi có thể trả lời xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất